Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái cây ben, một cái bộ nguồn thủy lực 12V 2000W. Cây này có xưng lưng là khoảng 2 tấn. Đây là bộ nguồn thủy lực sử dụng van điện từ, thao tác rất là đơn giản. Đây điện thì nối vào ắc quy. Còn điện trên này là thao tác ở trên công tắc bình thường như thế này thôi. Đấy. Đây để đúng chiều nó như này. Đây là từng lên, đây là xuống này. Đấy, đây các bạn chỉ bấm này là bơm này. Đấy. Còn khi các bạn muốn hạ xuống thì các bạn bấm nút này thì nó chỉ mở van ra, là dầu sẽ tự ép xuống theo cái thể thức và là tải trọng của thùng xe ép xuống thì nó tự xuống. Đây là bơm một chiều các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn chỉ nghe tiếng tành tạch ở cái con rơ nghe thôi. Đấy. Khi các bạn bấm ấy, thì là nó sẽ có cái đèn nó hiện lên này. Đấy. Còn bình thường là các bạn bật nguồn bơm ở đây. Đấy thì bộ này có đầy đủ hết các thứ. Có cả dây dầu luôn, dây dầu thủy lực á. Đây, đây là dây dầu thủy lực này. Dây này thì cũng chỉ cần vặn cái van vào thôi. Đấy. Một đầu là vặn vào đây. Một đầu các bạn vặn lên trên này. Đấy, rất là đơn giản, cách kết nối rất là đơn giản. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới video mới đăng.